chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Hiếu Vlog. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con người phi thường. Vâng, đó là chúng ta sẽ đến với một chuyên gia make up. Và cái chuyên gia này là một cô gái trẻ, cực kỳ trẻ. Nhưng mà cô đã có một kênh YouTube trên 200.000 lượt subscribe. Và có một kênh TikTok với trên nửa triệu subscribe và gần 7 triệu lượt view. Và thành tích khủng của cô trong thời gian vừa qua đó là cô đã dùng đôi tay khéo léo của mình, tâm hồn nghệ thuật của mình, sự kính trọng các nghệ sĩ và nhất là cái đôi mắt nghệ thuật, tâm hồn nghệ thuật, cô đã trang điểm, đã make up, đã hóa trang chính khuôn mặt của mình thành khuôn mặt của những nghệ sĩ mà sự giống nhau lên đến gần như là 100%. Vâng, cô đã hóa trang vào Đen Vâu, Trấn Thành, cố nghệ sĩ Chí Tài, đã hóa thân vào Trường Giang, Hoài Linh, nghệ sĩ trẻ đình đám như là Sơn Tùng, Zack, Đen Vâu, thậm chí là hóa thân cả vào cái thần tượng của các em nhỏ là chị Thơ Nguyễn và rất nhiều những nghệ sĩ khác mà chúng ta sẽ cùng xem ngay sau đây.
Vâng, quả thật là phi thường các bạn ạ. Tôi nghĩ rằng ít ai có thể là làm được điều này. Bởi vì làm được điều này phải là con người mà được trời phú cho cái hoa tay, trời phú cho một cái tâm hồn, và nhất là cái đôi mắt nghệ thuật, và có khi còn là được độ bởi ông tổ của nghề trang điểm và nghề hóa trang, nghề vẽ, vân vân. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hy vọng các bạn sẽ thích video này cũng như những video mà tôi làm tiếp theo trong thời gian tới.